Vào hôm 14 tháng 2 vừa qua, thương hiệu nội địa Prozua đã chính thức ra mắt thế hệ mới của mẫu xe đô thị giá rẻ Asia ở thị trường Malaysia. Đây chính là mẫu xe được phát triển từ Toyota Wigo hay Exa ở thị trường Indonesia. Trong sự kiện ra mắt xe, thương hiệu Prozua đã công bố số lượng đơn đặt hàng dành cho Asia thế hệ mới ở thị trường Malaysia. Theo đó, hiện đã có 20.100 người đặt mua mẫu xe hạng A này. Trong số này, có 13.600 đơn đặt hàng là chuyển từ phiên bản cũ sang. 6.500 đơn đặt hàng còn lại phát sinh sau khi hãng Prozua mở bán, từ ngày 31 tháng 1 vừa qua. Con số trên gấp khoảng 4 lần so với doanh số mục tiêu của thương hiệu Prozua dành cho Asia mới. Theo đó, thương hiệu xe Malaysia này chỉ đặt mục tiêu bán 5.700 chiếc Asia cho người tiêu dùng nội địa mỗi tháng. Tại thị trường Malaysia, Prozua Asia 2023 có tổng cộng 4 phiên bản, bao gồm G, X, SE và AV, cùng giá bán dao động từ 209 đến 269 triệu. Giá bán hấp dẫn cộng thêm nhiều trang bị mới chính là điều khiến người tiêu dùng Malaysia đổ xô đặt mua Pro Zua Asia 2023. Như thông tin đã đưa, Pro Zua Asia 2023 cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ đai Hachu DNGA giống hệt Toyota Wigo thế hệ mới. Nhờ cơ sở gầm bệ mới, xe dài hơn 100mm, rộng hơn 45mm, thấp hơn 15mm, và chiều dài cơ sở tăng 70mm so với thế hệ cũ, trong khi trọng lượng chỉ tăng 30kg. Tuy là anh em song sinh của Toyota Wigo mới, nhưng Prozua Asia 2023 vẫn có những chi tiết thiết kế và trang bị riêng biệt. Có thể thấy rõ điều này qua thiết kế lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù trước, hốc gió trung tâm và vành la răng của Prozua Asia 2023. Dù ở phiên bản nào, xe cũng đều được trang bị vành 14 in. Những trang bị đáng chú ý của Pro Dua Asia 2023 ở thị trường Malaysia gồm có đèn pha LED tự động, đèn chờ dẫn đường, gương chiếu hậu tự động mở trên tích hợp đèn LED, vô lăng gật gù, nút bấm khởi động máy, chìa khóa thông minh, ghế thể thao bọc nỉ pha ra, bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 in màn hình cảm ứng trung tâm 9 in vô lăng bọc ra, và màn hình kỹ thuật số phục vụ hệ thống điều hòa. Tuy nhiên, điểm nhấn vượt trội của Pro Dua Asia 2023 so với Toyota Wigo thế hệ mới lại nằm ở công nghệ an toàn. Theo đó, mẫu xe này được trang bị 6 túi khí, cảm biến trước sau, hệ thống cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga, cảnh báo trên ngăn lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và đèn chiếu xa tự động. Phần lớn những trang bị này đều không có trên Toyota Wigo 2023 ở Indonesia. Nhờ đó, Pro Asia thế hệ mới đã được đánh giá 4 sao về mặt an toàn. Sự khác biệt lớn tiếp theo của Peugeot AC 2023 so với Toyota Wigo mới chính là động cơ. Nằm bên dưới nắp capo của Peugeot AC 2023 là động cơ xăng 3 xi lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1 lít sản sinh công suất tối đa 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 91 Nm. Động cơ này giống thế hệ cũ nhưng đi với hộp số biến thiên vô cấp DCVT mới, thay cho loại tự động 4 cấp cũ. Nhờ đó, động cơ sẽ tiết kiệm xăng hơn với mức trung bình 25 km cho 1 lít xăng, hay 3 lít 9 cho 100 km ở bản G, bản X và 27 km cho 1 lít xăng hay 3 lít 6 cho 100 km ở bản SE và AV. Trong khi đó, Toyota Wigo 2023 ở Indonesia dùng động cơ xăng 3 xi lanh, dung tích 1.2 lít dùng chung với Ryze. Động cơ này cho công suất tối đa 88 mã lực và mô men xoắn cực đại 113 Nm động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT mới nhỏ gọn và tiết kiệm xăng hơn. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của động cơ này là 21 km 1 lít xăng hay 4 lít 7 cho 100 km. Ngoài ra, prozu AC 2023 ở thị trường Malaysia còn không có phiên bản mang phong cách thể thao GR Sport như Toyota Wigo mới dành cho thị trường Indonesia. Dự kiến, trong năm 2023 này, Toyota Wigo mới cũng quay trở lại Việt Nam dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.